Mình xin chia sẻ về các phương pháp xóa xăm hiện nay. Đầu tiên là phương pháp xóa xăm tự nhiên, tức là để cho cái màu mực xăm của chúng ta tự mở đi theo thời gian. Phương pháp này thì có cái nhược điểm là thời gian rất là lâu, có khi đến 10, 20 năm, thậm chí 30, 40 năm thì màu mực xăm ấy cũng chưa mở đi hết. Phương pháp thứ hai là phương pháp sử dụng dung dịch axit. Phương pháp này thì chúng ta sẽ cào cái lớp da nó ra và sau đó đưa dung dịch axit vào. Và cái phương pháp này thì có cái nhược điểm là nó sẽ gây tổn thương da này, thời gian kim phanh lâu này, và cái hiệu quả nó cũng không cao và dễ để lại sẹo. Và thường xuyên là xảy ra những cái biến chứng trong thời gian mà chúng ta bị tổn thương, ảnh hưởng đến sinh hoạt bất tiện rất là nhiều. Phương pháp thứ ba đấy là phương pháp xóa xăm sử dụng bằng laser. Các dòng laser sử dụng hiệu ứng sóng nén để xóa xăm. Trong đó thì DK đã sử dụng 3 dòng laser rồi. Năm 2018 thì sử dụng là công nghệ Fluid Ultra X. Công nghệ này thì có rất nhiều ưu điểm, không gây tổn thương da, không gây cháy lông, không gây sẹo gì cả. Và đến năm 2019 thì đã sử dụng laser Picomax. Công nghệ này thì ưu điểm vượt trội hơn là ngoài những cái tính năng cũ của Ultra X thì nó sẽ nhanh hơn, thời gian hút, số lần hút ngắn hơn, thời gian thì rất là nhanh, chỉ cần mất vài giây và không gây đau đớn hay khó chịu gì cả. Và đến năm 2021 thì DK là đơn vị đầu tiên để sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay là laser Picomax. Picomax 2021 sẽ có những ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với Pico 2020. Máy sẽ có thêm 4 đầu bàn mới giúp điều trị những cái vấn đề về mực xăm. Đây là công nghệ mà rất là mới và sẽ giúp cho khách hàng xử lý những cái vấn đề trên da mà rất là yên tâm và không gây ảnh hưởng gì trên da cả.